Hi, chào các bạn quay lại với tựa game Super Surfer. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Paris và cái phần chơi Star Team nữa nha các bạn. Và lúc này thì mình sẽ gặp lại một nhân vật đến từ cái bản cập nhật là Super Surfer Play các bạn, PlayStation. Đó chính là người bạn này đây các bạn, Frankette. Đó. Và đúng lý ra thì mình sẽ sử dụng cái ván trượt Spyfall các bạn. Cái ván trượt này, nhưng mà mình thích cái hiệu ứng của cái ván trượt này, Astronave. Cái ván trượt ở cái bản update là Barcelona. Cho nên mình sẽ sử dụng cái bản trượt này luôn các bạn. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá Paris cùng với Frankette và cái bản trượt Astronave nha các bạn. Rồi, xuất phát thôi các bạn ơi. Thank you.
Oh,